Chấm bài thi cuối kỳ môn mỹ thuật, thầy giáo phát hiện lớp mình dạy toàn quái vật, bài cuối cùng thì quá ao trình. Mới đây, một thầy giáo có tiếng tăm trên top đã chia sẻ lại một buổi chấm bài tập mỹ thuật bình thường tại lớp 8A2. Cứ tưởng ở cái tầm tuổi này thì những nét vẽ của các em sẽ nguệch ngoạc, nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn. Đây đều là những tác phẩm khiến người xem cũng phải lắc hết cả mắt. Chào các bạn nha, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với lớp 8A2 trong bài vẽ tự do, một trong những bài cuối cùng của năm học lớp 8 rồi, cho nên là mình thấy được cái tinh thần của các bạn ha. Ngoài những cái đường nét ra thì các bạn pha vào đó những cái hài hước rất là tốt cho các bài vẽ của mình ha. Rồi chúc mừng lớp của mình. Có thể thấy, những bài vẽ ban đầu trông khá là đơn giản và chưa có gì màu mè. Tuy nhiên khi càng ngồi xem thì các quái vật ở phía sau đã dần được lộ diện. Không chỉ có những khung cảnh ngôi nhà, cảnh vật đời thường, thầy cũng phát hiện hiện ra lớp mình là nơi tụ tập của các huy bù chúa. Thông qua những bức tranh kỳ ảo ma của mình, một vài nhân vật anime đã được khắc họa bằng những nét vẽ điêu luyện của các bạn nhỏ. Sau khi xem xong bài thi cuối kỳ của lớp 8A2, chắc hẳn nhiều người đã phải lấy sách vở ra ghi chép, đồng thời tìm cách làm sao để có thể vẽ được những bức hình như trên. Theo dự đoán của nhiều người, khả năng cao là các em đã xem anime quá 180 phút, đồng thời cũng chăm chỉ học vẽ thêm 180 phút nữa nên mới có thể đạt tới trình độ đỉnh cao đến vậy. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.